cơ thể săn chắc, sau mũi chiếm sóng sâu thực tế hàn. Các chương trình truyền hình thực tế được mô tả là nơi hình ảnh cơ thể được khắc họa một cách phi lý, phản ánh nội ám ảnh ngoại hình của giới trẻ xứ Kim Chi. Lấy ví dụ, sâu thực tế Physical 100, Thể chất 100 của Netflix quy tụ 100 người chơi nam và nữ. Họ thi đấu với nhau trong các trò thiên về thể chất để giành giải thưởng 300 triệu won, khoảng 240.000 USD. Vận động viên trượt băng nằm sấp Yoon Sung Bin và võ sĩ hỗn hợp Chu Sung Hoon nằm trong số thí sinh. Trong khi đó, Singer Inferno, Địa ngục độc thân, mùa 2 là bản sao trắng trợn của Love Island, đảo tình yêu. Ở đây, thân hình đẹp là tất cả. Các thí sinh bị cấm tìm hiểu quá nhiều về nghề nghiệp hoặc trình độ học vấn của nhau để đưa ra lựa chọn chủ yếu dựa trên những đặc điểm ngoại hình. Những cảnh quay chậm hình ảnh các thí sinh chạy dọc bãi biển gợi lại tất cả điều sáo rỗng của bộ phim Baywatch, Cho Sun Ibo nhận xét. Nhiều khán giả phát hiện mối liên hệ giữa nội ám ảnh về cơ thể hiện tại với sự mất kiểm soát mà nhiều người trẻ cảm thấy ở các lĩnh vực khác của cuộc sống. Trong bối cảnh tìm việc làm ngày càng khó khăn và giá bất động sản vượt khỏi tầm kiểm soát, người trẻ Hàn Quốc đang lũ lượt đến phòng tập gym và lấp đầy mạng xã hội bằng những bức ảnh về thành tích của họ ở đó. Ban nhạc nữ Le Sserafim đã bắt kịp xu hướng. Họ tuyên bố thích tập thể dục và thường đăng ảnh tự sướng tại phòng tập. Nhà phê bình văn hóa đại chúng Hazer EQ cảnh báo, cơn sốt mới nhất về ngoại hình bắt nguồn từ quan điểm cho rằng một cơ thể khỏe mạnh cũng quan trọng như một tâm hồn minh mẫn. Nhưng chúng ta cần thận trọng để không tạo ra sự lo lắng về cơ thể bằng cách khiến giới trẻ chìm đắm trong những hình ảnh phi thực tế. Tương tự nhiều quốc gia châu Á khác, phụ nữ Hàn Quốc thường bị định kiến là mỏng manh, yếu đuối và gầy gò. Trong khi đó, đàn ông cũng gánh chịu áp lực phải sở hữu thân hình lý tưởng, gồm cơ bụng 6 múi và cơ thể săn chắc. Kiểu vóc dáng này hiện vẫn tồn tại trong tâm lý phái mạnh và phần lớn công chúng. Theo một cuộc khảo sát năm 2020 của Gallup Korean, 89% người Hàn Quốc tin rằng ngoại hình của một người đóng vai trò quan trọng, từ ít đến nhiều trong cuộc sống, trong khi chỉ 11% không cho là vậy. Giống như Physical 100 và Singer Inferno, sâu thực tế về hẹn hò Eden, Descendants of Instinct, phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle cũng gây nhiều tranh cãi gần đây. Chương trình liên tục bị chỉ trích vì nội dung phản cảm, thô tục. Ngay từ lần gặp đầu, các thí sinh nữ mặc trang phục bikini xuất hiện trước ống kính. Ekip sản xuất liên tục quay cận và chậm vào cơ thể của các thí sinh nữ. Trong khi đó, 4 thí sinh nam cũng chỉ mặc quần short hoặc nội y. Ở phần chia cặp để chơi trò ném bóng, giữa thí sinh nam và nữ trong chương trình liên tục đụng chạm vào cơ thể nhau. Dàn thí sinh của chương trình cũng bị nhận xét là gây nhàm chán chứ không hấp dẫn như các show gây sốt trước đó.